liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh thắng quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên, chưa ngày ngần chi. Đi lên thanh niên. Cùng làm nên kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giờ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. Đi lên thanh niên, chưa ngại ngần chi. Đi lên thanh niên, làm theo lời ba, không có việc gì có, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và đắp biển, quyết chí cùng làm nên. Đồng lúa chiếu bông quê ta nhà máy khói mút trời, cả tổ quốc trong tương lai anh em tỏa sáng. Là công sứ ta xây nên đất trời tổ quốc, tên xanh tươi có lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là công sứ ta xây nên đất trời tổ quốc, tên xanh tươi có lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bông quê ta nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai anh em tỏa sáng. Là công sứ ta xây nên đất trời tổ quốc, em xanh tươi có lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là công sứ ta xây nên đất trời tổ quốc, em xanh tươi có lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc huyện Hưng Hà, huyện Thái Thụy, huyện Kiến Sương, huyện Tiền Hải, huyện Đông Hưng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, chúng ta khẩn trương trở lên khu vực sân khấu. Đề nghị các đồng chí chủ nhiệm các câu lạc bộ khẩn trương trở lên khu vực sân khấu để chụp với ban chủ nhiệm chúng tôi những bức hình lưu niệm đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu khách quý, quý vị khách mời, anh chị em, đồng chí đồng nghiệp, tập thể nam nữ diễn viên nhạc công đến từ các câu lạc bộ đã trở về tham dự chương trình giao lưu văn nghệ của câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ có một buổi tối thưởng thức âm nhạc thật là vui
tại câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ của chúng tôi đêm nay. Vâng, kính thưa quý vị, cho tới giờ phút này thì câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ đã và đang được đón nhận rất nhiều sự yêu thương, những tình cảm quý vị dành cho câu lạc bộ. Đặc biệt hơn nữa, toàn thể các tổ chức cá nhân, các công ty tổ chức sự kiện, các công ty tổ chức sự kiện, các câu lạc bộ âm nhạc trong tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương đã có những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho câu lạc bộ đêm nay. Và ngay sau đây cho phép tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật Sao Việt thành phố Thái Bình. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Cường, giám đốc công ty lên tặng hoa. Và xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hương Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ lên nhận hoa. Xin được trân trọng kính mời nhóm nhạc đến từ thành phố Thái Bình lên tặng hoa cho câu lạc bộ. Và xin được trân trọng kính mời Nguyễn Văn Thám, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Khánh Hoàng Audio, nhà cung cấp thiết bị âm thanh đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho câu lạc bộ. Và xin mời ông Quốc Huy, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Xin được trân trọng kính mời câu lạc bộ âm nhạc huyện Hưng Hà lên sân khấu để tặng hoa cho câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ. Và xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Thám, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Tiếp theo, câu lạc bộ âm nhạc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng chuẩn bị. Cảm ơn ông. Và tiếp theo ngay đây xin được trân trọng kính mời anh Minh Hiệu, đại diện cho câu lạc bộ âm nhạc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Và xin mời anh Quốc Huy, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Câu lạc bộ âm nhạc huyện Thái Thụy chuẩn bị. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện đến từ câu lạc bộ âm nhạc huyện Thái Thụy sẽ lên sân khấu để tặng hoa cho câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu Quỳnh Phụ đêm nay. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thám, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Được chân thành cảm ơn rất nhiều. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời câu lạc bộ âm nhạc huyện Kiến Sương sẽ lên sân khấu để tặng hoa cho câu lạc bộ âm nhạc huyện Quỳnh Phụ và chúng tôi đêm nay. Xin được trân trọng kính mời phó chủ nhiệm ông Quốc Huy sẽ lên nhận hoa. Tổ chức sự kiện Quang Hữu, thành phố Thái Bình lên tặng hoa cho câu lạc bộ yêu nhạc huyện Quỳnh Phụ. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thám, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên tặng hoa.
trọng kính mời lên sân khấu đại lý bát đĩa xã Thỏa, thị trấn Quỳnh Côi lên tặng hoa cho câu lạc bộ, và xin được trân trọng kính mời anh Quang Yêu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Trọng kính mời câu lạc bộ yêu nhạc 14 tháng 10 huyện Tiền Hải lên tặng hoa cho câu lạc bộ âm nhạc mùa thu Quỳnh Phụ, và xin được trân trọng kính mời anh Quốc Huy, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Phố Thái Bình lên tặng hoa cho câu lạc bộ, và xin mời anh Quang Yêu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Thị trấn Quỳnh Côi lên tặng hoa cho câu lạc bộ, và xin được trân trọng kính mời anh Quốc Huy, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Trân trọng kính mời lên sân khấu công ty tổ chức sự kiện 7 Sài Gòn, thành phố Thái Bình lên tặng hoa cho câu lạc bộ, và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thám, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Anh em ban nhạc Đồng Hưng chuẩn bị. Trân trọng kính mời lên sân khấu ban nhạc Đông Hưng do ông Nguyễn Kiến Phả làm trưởng đoàn lên tặng hoa cho câu lạc bộ, và xin trân trọng kính mời nhạc công Bùi Biên. Xin mời nhạc công Bùi Biên lên sân khấu để nhận hoa đến từ những người anh em, những người đồng nghiệp đến từ huyện Đông Hưng. Xin được trân trọng giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Cường Audio do ông Đặng Công Tú, giám đốc công ty lên tặng hoa, và xin được trân trọng kính mời ông Quốc Huy, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Trân trọng kính mời công ty Inox Long Vũ sản xuất bàn ghế đám cưới thị trấn Kẻ Sạt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương có lăng hoa tươi thắm để chúc mừng, và xin được trân trọng kính mời anh Quốc Huy, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Thị trấn Đông Hưng chuẩn bị. Mời lên sân khấu cửa hàng nhà cụ Toàn Thúy, thị trấn Đông Hưng, Thái Bình có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng, và xin được trân trọng kính mời phó chủ nhiệm câu lạc bộ anh Quốc Huy lên nhận hoa. Ca sĩ Sơn Ca đến từ huyện Vũ Thư lên tặng hoa cho câu lạc bộ, và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Dũng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Lăng hoa tươi thắm chúc mừng đến từ câu lạc bộ âm nhạc huyện Đông Hưng.
xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thám, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu công ty cổ phần xuất khẩu lao động và du học Nhật Bản, hãng hàng không Việt Nam Asebico chi nhánh 68 xã Đông Hải, cán bộ tuyển dụng Xuân Đấu và Giang Biên còn lặng hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu để tặng hoa và xin mời anh Nguyễn Văn Thám, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời anh Vũ Thành Hải, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc Nam Vũ Thư có lặng hoa chúc mừng cho câu lạc bộ âm nhạc huyện Vĩnh Phú. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu anh Quang Yêu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Công an huyện Quỳnh Phụ lên tặng hoa và xin được trân trọng kính mời anh Quốc Huy lên sân khấu để nhận hoa. Trọng kính mời lên sân khấu ảnh viện áo cưới A Liền, xã An Lễ có lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho câu lạc bộ. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thám, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Câu lạc bộ FC Music Quỳnh Phụ lên tặng hoa cho câu lạc bộ và xin mời anh Quang Yêu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ lên nhận hoa. Lần đầu tiên, thay mặt cho câu lạc bộ bóng đá FC Music Quỳnh Phụ, tôi chủ nhiệm câu lạc bộ Phạm Hiệp xin được gửi tới toàn thể cổ động viên, khách quý, các bạn yêu nhạc cũng như các chủ nhiệm thành viên của các câu lạc bộ đã có mặt trong chương trình ca giao lưu văn nghệ trong đêm hôm nay tại sân vận động xã Ninh, một lời chào, một kính lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Vâng quý vị, hôm nay trong không khí vui vẻ phấn khởi của toàn thể nhân dân Việt Nam chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng như các sự kiện trọng đại của đất nước. Đêm nay trên sân vận động xã An Ninh long trọng tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc của câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ với chủ đề giai điệu Tổ quốc. Tôi chủ nhiệm câu lạc bộ FC Music Quỳnh Phụ là một câu lạc bộ non trẻ vừa mới ra mắt ngày mùng 3 tháng 3 năm 2017 và rất tuyệt vời được sự lời mời của chị Nguyễn Hương Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ, thì xin được trình diện tới toàn thể quý vị quan khách, các quý vị đại biểu, các bạn yêu nhạc cũng như quý vị nhân dân đã có mặt tại đêm ca nhạc trong đêm nay và xin phép ra mắt câu lạc bộ FC Music Quỳnh Phụ. Nòng cốt là toàn thể các thành viên anh em nghệ sĩ của câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ và xin quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và thay mặt cho tất cả các anh em nghệ sĩ trong câu lạc bộ FC Music Quỳnh Phụ là đội bóng đá non trẻ, xin được kính chúc ban tổ chức của đêm giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với chủ đề giai điệu Tổ quốc. Một lời kính chúc sức khỏe, chương trình thành công và chúc toàn thể quý vị có một sức khỏe dồi dào, chương trình thành công tốt đẹp. Xin được chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, cho tới giờ phút này thì câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ đã và đang được đón nhận rất nhiều sự yêu thương, những tình cảm, những lãng hoa, những phần quà tươi thắm đến từ các bạn yêu âm nhạc các huyện trong tỉnh Thái Bình.
các đồng chí nam nữ diễn viên nhạc công là những người đồng nghiệp của anh em ban nhạc đã gửi hoa quà chúc mừng cho câu lạc bộ chúng tôi đêm nay. Một lần nữa cho phép tôi thay mặt cho ban chủ nhiệm tập thể nam nữ diễn viên nhạc công câu lạc bộ âm nhạc Bồ Tu Huyền Quỳnh Phụ xin được chân thành cảm ơn, ghi nhận, tri ân những tình cảm của quý vị. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Nguyễn Minh Thường, MC chính của chương trình đêm nhạc đêm nay. Xin trọng kính mời anh lên sân khấu tiếp tục điều hành đêm diễn. Các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đã về tham dự chương trình đêm nhạc hát về Tổ quốc và sinh nhật lần thứ 6 câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ trong buổi tối ngày hôm nay. Và thay mặt cho tất cả các anh em nghệ... Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí, thưa các bạn, vào ngày này của 6 năm về trước tại xã An Vũ, câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ chính thức được thành lập. Trải qua 6 năm xây dựng và không ngừng trưởng thành, câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ luôn đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự yêu quý của nhân dân và những người yêu nhạc. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2017 và sinh nhật lần thứ 6 câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ. Tối hôm nay, trên quê hương an ninh giàu truyền thống văn hóa cách mạng, câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ trân trọng tổ chức đêm nhạc hát về Tổ quốc và sinh nhật lần thứ 6 câu lạc bộ. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân. Xin được kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí và các bạn và chúc đêm nhạc của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, về tham dự chương trình hát về Tổ quốc và sinh nhật lần thứ 6 câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ở huyện có ông Phạm Văn Vĩ, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về dự còn có ông Vũ Trung Tuấn, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa và thông tin, đại diện lãnh đạo công an huyện, các ban ngành đoàn thể huyện Quỳnh Phụ đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về dự đêm nhạc còn có các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Ninh, các ban, ngành, đoàn thể, xã thôn cùng đông đảo các công ty, doanh nghiệp, các câu lạc bộ yêu nhạc đến từ các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Thái Thụy, Kiến Sương, Tiền Hải, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, câu lạc bộ âm nhạc huyện Vĩnh Bảo, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, các anh các chị là MC, ca sĩ, nhạc công, những người làm dịch vụ cưới hỏi trên địa bàn huyện cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân và các bạn yêu nhạc đã về dự chương trình đêm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí, thưa các bạn, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, các đồng chí và các bạn đã về tham dự chương trình hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chỉ đạo nghệ thuật Xuân Khái, đạo diễn chương trình Quang Huy. Và giờ này thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chị Nguyễn Hương Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ lên sân khấu khai mạc đêm diễn và cắt bánh sinh nhật lần thứ 6 câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Toàn thể nhân dân, vào ngày này của 6 năm trước, câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ được thành lập gồm những người yêu nhạc. Trải qua 6 năm xây dựng và không ngừng trưởng thành, từ vài chục hội viên đến nay đã có 20 hội viên là MC, ca sĩ, nhạc công, dịch vụ cưới hỏi, những hạt nhân văn nghệ trên địa bàn huyện. Câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ luôn được đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự yêu quý của nhân dân và những người yêu nhạc. Hoạt động của câu lạc bộ nói chung và mỗi hội viên nói riêng đã thực sự là hạt nhân phong trào đưa thông tin về cơ sở trong hoạt động của câu lạc bộ, nhà văn hóa các thôn, làng xã, từng khu dân cư, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong huyện. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 45, mùng 2 tháng 9 năm 2017, hôm nay trên quê hương an ninh yêu dấu của chúng ta,
Câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ tổ chức sinh nhật lần thứ 6 và tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề Hát về Tổ quốc. Thông qua một đêm nhạc cũng là dịp để quý vị khán giả có cái nhìn đầy đủ hơn về hoạt động của câu lạc bộ và có đến từ các huyện, từ đó động viên anh chị em câu lạc bộ tiếp tục học hỏi, trao dồi kinh nghiệm và làm đẹp hơn cho đời sau những ngày lao động vất vả. Thay mặt câu lạc bộ, tôi xin chân thành cảm ơn sự tạo điều kiện của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã An Ninh, các tổ chức cá nhân, các nhà tài trợ đã giúp đỡ cho câu lạc bộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các quý vị khán giả đã dành thời gian vàng ngọc về dự với đêm nhạc đầy ý nghĩa này. Chắc chắn đêm nhạc sẽ thành công và sẽ làm hài lòng tất cả các quý vị đại biểu, khách quý, quý vị khán giả. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc đêm nhạc đặc biệt kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mừng sinh nhật lần thứ 6 câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ. Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, khách quý, các quý vị khán giả. Xin chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, trải qua 6 năm, đặc biệt là sự tin tưởng yêu quý của nhân dân và những người yêu nhạc. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị.
quý các đồng chí và các bạn vừa đến với màn trống khai hội do câu lạc bộ trống hội thôn Vũ Hạ, xã An Vũ biểu diễn. Kính thưa quý vị, về tham dự chương trình đêm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Phạm Văn Vinh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện lên sân khấu tặng hoa. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chị Nguyễn Hương Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ nhận hoa. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Văn Vịnh, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Vũ Trung Tuấn, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa và thông tin, lên sân khấu tặng hoa cho ban tổ chức. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chị Nguyễn Hương Lan, chủ nhiệm câu lạc bộ lên sân khấu nhận hoa. Trân trọng cảm ơn ông trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hứa, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã An Ninh, đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã An Ninh lên sân khấu tặng hoa cho ban tổ chức. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Hứa, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã An Ninh. Kính thưa quý vị, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí và các bạn đã dành tặng cho câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ những tình cảm trong ngày vui hôm nay. Thưa quý vị, để góp phần làm nên thành công của chương trình sinh nhật lần thứ 6 và đêm nhạc, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các anh các chị. Xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Hữu Thám, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, anh Nguyễn Mạnh Dũng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, anh Nguyễn Quốc Huy, phó chủ nhiệm câu lạc bộ, anh Nguyễn Quang Ngưu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Trân trọng kính mời anh Bùi Biên, Xuân Tình, Gia Bảo, Xuân Định, Công Uẩn, Đức Mạc, Xuân Khái, Minh Huy, Hồng Duyên, Xuân Vụ, Xuân Định, Quang Thân, Đức Thụy lên sân khấu nhận hoa lưu niệm của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Hương Lan. Và cảm ơn kính thưa quý vị. Tổ quốc Việt Nam, tiếng gọi thiêng liêng mà mỗi khi cất lên, trái tim của triệu người con Việt Nam lại trào dâng bao cảm xúc khó tả. Và có thể nói rằng hôm nay, đi giữa những ngày tháng 8 lịch sử, tiếng gọi ấy một lần nữa đã trở thành khẩu hiệu được hô vang đầy kiêu hãnh và tự hào. Trải qua hàng thế kỷ thăng trầm của lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha, Tổ quốc Việt Nam đã trở thành một chủ đề lớn của những bản trường ca bất tử, được các thế hệ nhạc sĩ dành nhiều tình cảm tâm huyết để viết nên những ca khúc để đời. Những giai điệu ấy là tiếng nói cất từ trái tim, là tình yêu giống nòi bất diệt của một thế hệ nhạc sĩ tài năng đáng trân quý. Trong số họ có người chưa là lính, chưa từng cầm súng ra chiến trường, có người là nghệ sĩ, chiến sĩ vừa cầm súng vừa cầm bút, và trong những năm tháng vệ quốc vĩ đại, dù ở cương vị nào đi chăng nữa, họ đã dâng tặng cho Tổ quốc Việt Nam những tác phẩm có giá trị tư tưởng giáo dục để tuyên truyền rộng lớn. Xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí và các bạn cùng đến với ca khúc Giai điệu Tổ quốc, sáng tác Trần Tiến, thể hiện top ca nam nữ câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ biểu diễn. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Yeah.
giai điệu. Đêm nhạc kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 thành công và sinh nhật lần thứ 6 câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị ca khúc Riêng Một Góc Trời, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên do câu lạc bộ âm nhạc huyện Thái Thụy thể hiện. Tình như lao
hiểu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai nhẹ vương theo gió. Giọt nắng phai đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mê say, bờ môi ướt mi cay. Nay còn đâu tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa. Khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh mong chờ em về lối xưa. Hà còn nắng ấm thấy lòng sao buốt xa, gọi tên em mãi trong cơn mê này. Mình nhớ khó tính hơn. Nhưng mùa hạ vẫn có cái đẹp riêng, bởi trời rất xanh và trong vắt, mây rất trắng và nắng rất vàng. Những cơn mưa đầu mùa tắm gội cho cây lá xanh đến nõn nà, và nắng gọi hoa mau nở.
cho kịp mùa mưa đến. Nhạc sĩ Lê Hiểu Hà đã rất tinh tế khi đưa những câu ca từ lên khuôn nhạc để mang cho đời những ca khúc để đời. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị song ca nữ đến từ câu lạc bộ huyện Vũ Thư qua ca khúc Vào Hạ, sáng tác Lê Hiểu Hà. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Dâng lên cao hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chỗ nào bình yên, và dòng sông xanh kia nàng hiền như không muốn trôi với màu áo rêu bồ về đánh thức chưa nghỉ ngơi. Cha là cha, cha là cha, cha 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 cha. Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Cha là cha, cha là cha, cha 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 là cha, cha là cha, cha 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 cha. Ta dòng trời phiêu lãng cuối trời, đời bọt đều phù du kiếp người. Dù qua bao nhiêu đắng vẫn cười vì đời con mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mọi người, tiếng yêu thương trong cuộc đời. Mùa hạ ơi tình khơi phai và đời gì ai muốn ai nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường bước ung dung trong cuộc đời. Kiếm chỗ nào bình yên, kia dòng sông xanh kia lặng yên như không muốn trôi với màu áo rêu bồ về đánh giấc chia nghỉ ngơi. Cha là cha, cha là cha, cha 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 cha. Vì dòng ngọn heo mây thơ than qua muôn khóm cây, chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thướt qua tầm tay. Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Cha là cha, cha là cha, cha 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 là cha, cha là cha, cha 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 cha. Ta dòng trời phiêu lãng cuối trời, đời bọt bèo phù du kiếm người. Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mọi người, những yêu thương trong cuộc đời. Mùa hạ ơi tình còn phai và đời xin hãy vẫn hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường bước ung dung trong cuộc đời. Các đồng chí và các bạn cùng đến với hòa tấu guitar Lá Mùa Thu do câu lạc bộ âm nhạc huyện Vĩnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ thể hiện.
được trân trọng giới thiệu tới quý vị ca khúc Đêm Huyền Diệu, sáng tác Kim Tuấn Even, thể hiện câu lạc bộ Long Hưng, huyện Hưng Hà biểu hiện. Vâng, lời đầu tiên cho phép Kiều Trinh cùng toàn thể anh em ban nhạc trong câu lạc bộ bạn yêu nhạc Long Hưng Hưng Hà xin gửi tới toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào thân ái nhất, và chúc cho câu lạc bộ bạn yêu nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ sẽ có một đêm giao lưu gặp gỡ thành công rực rỡ. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có anh bên mình, hẳn là năm tháng ý xuân không tàn. Nếu thấy anh nó buồn lòng này còn buồn hơn. Kể từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đây sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời, giữ phút giây ban đầu và chưa tuyệt diệu tình yêu. Là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có anh bên mình, hẳn là lòng thoáng ý xuân không tàn. Nếu thấy anh nó buồn thì lòng này còn buồn hơn. Hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đây sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời, giữ phút giây ban đầu và chưa tuyệt diệu tình yêu. Quý vị, trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, xứ Nghệ luôn được mọi người biết đến là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có nhiều làn điệu dân ca, ví dặm hò du làm say đắm lòng người. Con người cảnh vật nơi đây đơn sơ mộc mạc nhưng đằm thắm nghĩa tình, nơi mà đất níu chân người không muốn rời xa. Đó chính là nhiều tác phẩm với nhiều bài thơ, bài hát viết về Hà Tĩnh, Nghệ An. Điều ví dặm là em là một tác phẩm như vậy. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị cùng đến với ca khúc này qua sự thể hiện của câu lạc bộ bạn yêu nhạc huyện Kiến Sương, ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em, sáng tác Quốc Nam.
trân trọng kính mời quý vị cùng nghe. Sáng tác rất nổi tiếng ca khúc được mang tựa đề Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Xin mời quý vị, các chị và các bạn cùng lắng nghe. Trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời, tìm đến trên trời mới tiếc thương một thời giờ đã xa ngàn cây. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dàn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mai vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhớ. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã suốt quân ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau hững hờ để tiếng yêu gian vỡ rồi niềm đau xóa mờ. Sẽ vô tình đến bây giờ nhận ra thời ta đã yêu thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ đầy lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ. Quần tròn trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hề đành xin hững hờ. Mùa xuân nay đã che vàng phai lao lề để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm mùa. Sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã suốt quân ta miệt mài. Còn mãi khung trời đó bước chân lạc dài lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu để tiếng yêu gian vỡ rồi niềm yêu xóa mờ. Sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ đầy lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ. Quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã mùa xuân nay đã che vàng phai lao lề để lại bao nỗi nhớ khi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ để lênh đênh sóng vỗ quân trôi lững lờ. Quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mãi quên được nhớ. Thì thôi ta đã hề chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã che vàng phai lao lề để lại bao nỗi nhớ ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Để lại bao nỗi nhớ ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn.
lưu văn nghệ kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 thành công và chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị chương trình tham gia của câu lạc bộ bạn yêu nhạc huyện Tiền Hải. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn tìm khác. Đôi mắt luôn nhìn về. Người nhếch môi cười, người như nụ hồng. Người khóc trong lòng. Hết rồi. Tìm lại đi hãy đi. Lại cho mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài mình ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau được rồi. Hey! Cái tay phải bị đôi cho tay tới đây nè. Ngồi đêm sao tàn, ngày ấy đừng đến, đừng đến vội vàng. Hết rồi, ngồi xuống đây bàn, càng chén rượu kia, càng hết đêm này. Hết rồi. Lại đi hãy tìm lại cho mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài mình ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Cho mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài mình ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa. Tìm lại đi hãy tìm lại cho mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài mình ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa. Tìm lại đi hãy tìm lại cho mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài mình ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa. Tìm lại đi hãy tìm lại cho mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Đường xa quá dài mình ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Chúng ta xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thả hồn vào quê hương của nhạc sĩ Thanh Tùng qua sự thể hiện của top nữ câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ qua ca khúc Một Thoáng Quê Hương. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Em ơi, tung bay ta áo tung bay, sóng sóng ngọc trời nắng đỏ. Tung bay ta áo tung bay, áng mây chắn đầu ngọn gió. Tung bay ta áo tung bay, tiếng tiếng những chiều hoàng hôn. Tung bay ta áo tung bay, xanh xanh đồng cỏ. Tung bay ta áo thân quê, cánh chim bay chào bóng gió. Ta nghe từ trái tim em tiếng hát ngập tràn yêu thương. Bay hay dù có đi xa, trong tim là cả quê. Trước xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, các đồng chí và các bạn đã về tham dự đêm nhạc kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8 thành công và sinh nhật lần thứ 6 Câu lạc bộ âm nhạc Mùa thu huyện Quỳnh Phụ trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tham gia chương trình đêm nhạc hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị tiết mục nhảy Dance Sport của các em Trung tâm Tài năng Nhí Tuấn Diệu, huyện Quỳnh Phụ biểu diễn. Và xin mời quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các em. No, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Thank you.
cause I want you in my life, and I wanna love you, I will never make you cry. Kính thưa quý vị, viết về Tổ quốc Việt Nam đã có biết bao nhạc sĩ, ca sĩ đã thành danh qua những tác phẩm. Và trong một bài thơ nghĩ về đất nước có đoạn: Tổ quốc ta mẹ hiền vĩ đại, 4.000 năm nuôi dưỡng đàn con, dân tộc ta đêm ngày đấu tranh để trường tồn, máu lạc hồng sục sôi hồn quật khởi, sóng biển Đông trào dâng không đứng đợi, vượt ngàn khơi hỏa sóng Thái Bình Dương, mặc phong ba gió xoáy với chiều cường, hạt phù sa cũng biết tạo cho hình đất nước. Tổ quốc ta dáng thẳng hình cây đuốc, ngọn lửa thiêng sáng dậy những tâm hồn. Khi giặc đến trẻ Liên Ba biết cầm roi ra trận, trai 16 hóa căm hờn thành sức mạnh bóp nát quả cam, già tóc bạc cũng trốn gậy về thành khẳng định lòng quyết chiến, phụ nữ mang bầu còn nhảy mương tìm đuổi giặc, đội quân tóc dài khiến quân thù bạt vía ngàn năm. Và trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc viết về Tổ quốc Việt Nam, bài hát Đất nước tình yêu, sáng tác Lệ Giang, thể hiện Quang Luyện, Minh Hằng, câu lạc bộ âm nhạc Mùa Thu huyện Quỳnh Phụ. Khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây sương sáng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mẹ. Tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa, yêu cây sum trong ta, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau, thật nhiều mùa mang yên phương anh vui tháng tháng. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ. Oh,
anh nói yêu em vượt cây đầy hoa trái, khi anh nắm tay em bay sang sang bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mê. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, bên vì che xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha tình yêu đất nước. Nhiều kỷ niệm cũng nhiều ước mơ của sông mãi mãi đang chờ. Kính thưa quý vị, đối với mỗi con người chúng ta đều có ba cái lễ, nhưng chỉ có một nghi lễ duy nhất mà mỗi người có thể khẳng định sự hiện diện và chủ động nhất của mình, đó là đám cưới. Người ta quan niệm rằng đám cưới là sự bắt đầu, nhưng nó cũng là sự kết thúc với rất nhiều ý nghĩa. Trong chương trình giao lưu hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng nghe ca khúc rất sôi động và được các bạn trẻ rất là ưa chuộng, đặc biệt là trong những ngày lễ cưới. Bài hát ca khúc Xin Dành Trọn Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh do tam ca nữ đến từ câu lạc bộ huyện Vĩnh Bảo thể hiện. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Xin dành trọn cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai em đừng buông lời đôi cánh ta. Xin ở lại bên em đừng đem chân chia tình anh cho ai. Xin ở lại với em đừng vội vàng say hút bên. Tình yêu đầu tiên em đã trao anh rồi, hãy giữ anh bên em một người. Yêu của em đã yêu anh rồi, cho nhau những ngày vui. Vui là khi em có anh trong đời, lúc vắng anh quên nụ cười. Người ơi cần em, anh đã bước ngỡ phương trời, không đơn say tình anh. Xin dành cho trao em thơm chiếc hôn đầu say. Chào em trái tim, anh yêu em, vòng tay đam mê và gánh bước đi đôi mình. Anh theo anh về nơi xa xăm, về nơi của riêng đôi mình. Tình yêu đầu tiên em đã cho anh rồi.
hãy giữ em bên anh một người. Mời ơi cùng em đi khắp nơi phương trời, cho nhau những ngày vui. Ngày vui là khi em có anh trong đời, trong vắng em quên nụ cười. Mời ơi cùng em đi khắp nơi phương trời, trong đêm say tình anh. Chặt tay em, đừng vội vàng buông cánh tay. Xin ở lại cho em, đừng đem sớm chia tình anh cho ai. Xin ở lại bên em, đừng vội vàng say goodbye. Xin ở lại bên em, đừng đem sớm chia tình anh cho ai. Liên tục chương trình xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị nhóm nhạc thành phố tham gia chương trình giao lưu văn nghệ đêm nay. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Trời mưa, trời bay vừa, trời bay vừa, đời anh.
thể hiện Thu Huyền, câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ xin được trân trọng kính mời quý vị cùng nghe. Vẫn xa vời và ngút mắt mình mơ sông và mấy cánh đồng hoa dãy nhà ai trong đó hoa chưa em về anh có đợi em không đời hai ta đời hai nỗi nhớ, oh,
đợi em thương. Do câu lạc bộ âm nhạc huyện Vũ Thư thể hiện, trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chào mừng tất cả quý vị đó ạ. Hey! Hey! Cơn mưa quá vội vã, em đợi tôi lạnh giá. Anh nhớ em ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn thổn thức. Khi xa em lòng nhớ, ngày buồn đêm thất thờ. Chỉ phút giây mà cứ đời trong vắng buốt ra đêm quanh hiên. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên tình anh trao em là không bên bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, khi yêu thương thành nỗi nhớ. Mình mãi có em trong đêm mơ. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên tình anh trao em là không bên bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, bao yêu thương thành nỗi nhớ. Mình mãi có em trong giấc mơ, ngay cả trong giấc mơ. Hey! Cơn mưa quá vội vã, đêm đơn côi lạnh giá. Anh nhớ em ngày qua, còn trong giấc mơ vẫn còn hồn đứng. Khi xa em lòng nhớ, ngày buồn đêm thất thờ. Chỉ phút giây mà ngờ, đời trong vắng buốt ra đêm quanh hiên. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên tình anh trao em là không bên bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, bao yêu thương thành nỗi nhớ. Đến mai có em trong những đêm mơ. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, lên khoảnh khắc bên em đọc bao ý thơ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, bao yêu thương thành nỗi nhớ. Dù anh nhớ nơi đâu cũng nghĩ tới em cả trong giấc mơ. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, nên tình anh trao em là không bên bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, bao yêu thương thành nỗi nhớ. Dù anh nhớ nơi đâu cũng nghĩ tới em, ngay cả trong giấc mơ. Lời hẹn tình quê, sáng tác Lê An Tuyên, Nguyễn Hùng, do câu lạc bộ Long Hưng, Hưng Hà thể hiện, trân trọng kính mời quý vị cùng nghe.
lời hẹn cùng ai về lại bên sông quê, dòng sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ, dòng sông quê ngân cung đàn điệu nhạc hạt ru tình ta. Năm tháng đợi chờ nhau, mong được gió mang đi tơ lòng em dệt từ trong câu ca ân tình mộc mạc tim nhớ. Gió bay đi lời ca còn mãi tha thiết một miền quê mênh mang nỗi nhớ. Chẳng hoa cau dây châu nhớ mẹ, nửa câu hò chợt gợi nhớ bóng hình quê. Thời gian có chờ ai đâu, đừng lỡ hẹn người ơi, đừng lỡ hẹn. Về đi thôi, về lại miền quê xưa, bao năm xa quê bấy nhiêu niềm mong nhớ, bao đắng cay vui buồn một thùa, về lại với nhau trong khói làm chiều, vương vấn sao diêu ngân nghe câu ví dần thương đang dịu dặt đêm trăng. Lời hẹn cùng ai về lại bên sông quê, dòng sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ, dòng sông quê ngân cung đang điệu nhạc hạt ru tình ta. Năm tháng đợi chờ nhau, mong được gió mang đi tơ lòng em dệt từ trong câu ca ân tình mộc mà tin nhau. Gió bay đi lời ca còn mãi tha thiết một miền quê mênh mang nỗi nhớ. Chẳng hoa cau dây châu nhớ mẹ, nửa câu hò chợt gợi nhớ bóng hình quê. Thời gian có chờ ai đâu, đừng lỡ hẹn người ơi, đừng lỡ hẹn. Về đi thôi, về lại miền quê xưa, bao năm xa quê bấy nhiêu niềm mong nhớ, bao đắng cay vui buồn một thùa, về lại với nhau trong khói làm chiều, vương vấn sao diêu ngân nghe câu ví dần thương đang dịu dặt đêm trăng. Bao đắng cay vui buồn một thùa, về lại với nhau trong khói làm chiều, vương vấn sao diêu ngân nghe câu ví dần thương đang dịu dặt đêm trăng.
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí, thưa các bạn. Với đại thắng năm 1975, đất nước Việt Nam đã được thống nhất trọn vẹn. Lịch sử cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo gần 1/3 thế kỷ đã lùi xa vào quá khứ. Nhưng với những giá trị truyền thống và bài học lịch sử của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh thì mãi mãi trường tồn và đẹp như bài ca anh hùng bất diệt. Sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị cùng trở lại với top ca nam nữ qua ca khúc Đất nước tròn niềm vui, sáng tác Hoàng Hà. Ta đi trong bốn ánh sao vàng, rực cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân rụt về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui Sài Gòn. Ta nghe như vang tiếng bác Hồ dậy từ non sông, rào rực rào hôm nay bác vui vơi hồi toàn dân. Thành đồng ơi, sắc son đã vang khai hòa. Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. Hồi toàn thắng nào đứng đất nước, ta muốn bay lên xây đắp sông núi yên ngang, ta muốn ra vang ngát ca muôn đời Việt Nam. Quốc anh hùng, ôi quê hương dấu bao lần ta và điều tàn mà vẫn ngoan cường. Dành một ngày toàn thắng đẹp quá, đời từng sang những ánh mắt lấp lánh. Ta muốn đổ một môi ta dẫn quê hương, ta muốn ca vang bước chân như người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi người là đào hoa đời từ năm tuyệt vời. Đẹp đêm chim bay bay, tổ quốc muôn đời trọn vẹn cả ta sống thống nhất, rạng rỡ Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình giao lưu văn nghệ câu lạc bộ âm nhạc mùa thu huyện Quỳnh Phụ lần thứ 6 xin được khép lại tại đây. Cho phép tôi một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Ninh, các ban ngành đoàn thể. Xin được chân thành cảm ơn công ty tổ chức sự kiện Quang Thân, nhà tài trợ chính cho chương trình đêm nay. Xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện có mặt đông đủ của quý vị đại biểu quan khách, các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp đến từ các câu lạc bộ đã trở về chung vui. Kết nghĩa lại thành